Đâu có bếp ga đâu, chị nấu củi gì đó, từ hồi ấy tới giờ củi gì không đó. Anh đi làm mới nhận được tiền, rồi nói thôi để bữa nay đi em đi mua đồ về nấu nhà mình ăn bữa, chứ mò dẹm, mò ốc, bắt cá ăn hoài. Anh làm dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại kênh Úc Đồng Tháp sẽ quay trở lại một cái hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của chị My cùng anh Tửng là chồng của mình, với lại hai người con sống ở trong một cái nhà mồ lạnh lẽo, cô bác quý anh chị. Cũng sau đó thì được cô chú Mạnh Thường Quân chung tay cắt được cho một cái ngôi nhà tiền chế. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại thăm hoàn cảnh của gia đình của chị My, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân là cô tâm trần ở Úc, ở một cái phần cho chị làm vốn. Qua video clip này thì Bùi Hồ muốn chia sẻ chuyến đi Bùi Hồ đi châu Phi á, thì những cái dữ liệu về lưu trong điện thoại mất hết cô bác anh chị. Số điện thoại từ Viber thì Bùi Hồ cũng không có thể liên hệ được với cô Tâm Trần cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân á. Thì mong rằng cô bác anh chị Mạnh Thường Quân xem được đoạn clip này thì có thể liên hệ lại với Bùi Hồ qua số Viber 0945 444 151. Rất mong thì cô Tâm Trần ở Úc xem được đoạn clip này, có thể liên hệ đến con, đến Bùi Hồ để có thể tìm cái phương án giúp đỡ cho gia đình của chị My. Hôm nay quay đoạn clip này để thăm lại cái hoàn cảnh gia đình như thế nào, sau đó thì sẽ tìm cách hỗ trợ cho nó phù hợp nhất với cái hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ mời cô bác với anh chị cùng theo Bùi Hồ và kênh Úc Đồng Tháp ha. Gần một tháng rưỡi Bùi Hồ mới quay trở lại sau chuyến đi châu Phi khá là bất ổn luôn. Hôm nay mới quay lại cái hoàn cảnh gia đình của chị như thế nào. Trước là cái ngôi nhà của chị My cùng với anh Tẩn, với lại hai người con của mình nữa, cô bác của anh chị. Ở trước này có trồng cây ha. Nhìn lạ quá ta. Ở ngoài trước này trồng cây nhóc nè. Cây này cây cóc hả anh? Ồ, đu đủ nè. Khang trang quá rồi. Có mai nữa nè. Ồ, ở ngoài này có một cái vườn cây, chị My giỏi quá ta. Ở đây được lót gạch rồi nè. Chào gia đình. Dạ cái gì ạ? Xuống xuống. Đây mẹ ẩm, đây mẹ ẩm. Mày ngủ mới chạy, ngủ mới chạy. Chào gia đình chị My. Trời. Lâu quá mới liên hệ lại với chị luôn. Thông tin với cô bác anh chị, cũng mong cô bác anh chị thông cảm cho Bùi Hồ. Hôm nay cảm nó chuyện hết nổi luôn rồi chị My. Nhà hồi hôm anh cứ nghe điện thoại nó hình như nhỏ bệnh. Dạ. Nó chắc đi bà anh về bệnh chứ gì. Chị có nghe em mất điện thoại thì có coi có, hả? Có coi á luôn, hỏi vừa rồi anh không buộc có ghé rồi chị hỏi thăm cái này. Bùi Hồ bị mất đồ, nó chờ đi qua bển rồi mất đồ mất này kia tùm lum hết trơn. Thấy anh em đi bển cực cũng chết luôn vậy đó mà đi chờ. Lót gạch đẹp ha. Đó cho em đi ra thì sao tham quan quá. Khang trang quá. Đây là cái bàn thờ đấy hả? Tính cha nói chung là không có tiền mua treo đó hoài thế, rồi cha chị đóng nè, rồi tính để lên đỡ vậy đó. Dạ. Chứ tại chưa có kinh phí, chị nói nếu mà được thì chắc chị mua bàn thờ cho mẹ trước tiên với chị không cái gì. Đi đụng vách, đụng lưới hoài. Đúng rồi. Rồi. Ơi sau này lót gạch tàu. Gạch tàu. Phòng ngủ của mình đây. Đây. Dạ. Sao giờ chứa củi. Hết kinh phí chị cứ vậy đó. Ở phần này là chứa củi hả? Chứa củi. Là gì, hết kinh phí để lót ở phần sau này đúng không chị? Hết kinh phí cái chị kêu cho đó. Rồi hết kinh phí chị đó là mộng, là lý do là mua thiết ở sao làm cho chắc cú, là vậy là chị nữa hai vợ chồng làm gắn có tiền đó, là tính làm một cái phòng nhỏ đây cho ba chị, là tặng là thứ nhất là gần tôi nít lớn tuổi mà gần tôi nét cho dễ đi vậy đó. Lớn tuổi tính làm cái phòng nhỏ đây cho ba nè. Nó nói hai gán đi qua Tết hai chồng đi làm. Anh đi làm không gài bữa nay được ở nhà đó. Nấu nướng trong nhà mới ăn, mới nấu xong cái đó là gì đó chị? Chị nấu súp với nồi bắp
ăn uống vậy đó. Cái nồi súp á hả? À, nấu nấu bánh cộng bánh canh á. À, không có bếp ga hả? Không, đâu có bếp ga đâu, chị nấu củi vậy đó, từ hồi ấy tới giờ củi gì không đó. Ờ. Anh đi làm mới nhận được tiền. Rồi nói thôi để bữa nay đi em đi mua đồ về nấu nhà mình ăn bữa chứ mò dẹm mò ốc bắt cá ăn hoài. Anh làm gì á chị? Làm cỏ bờ cho anh ta. Ờ. À, anh đứng làm cỏ bờ được nhiêu? Dạ được cũng được 300-400 nhỉ. Ôi hả? Mấy ngày? Dạ được 2 ngày. 2 ngày hả? Còn nhà bên đây là của ai? Của chị Hai. Của chị Hai. Vậy này chị kể cho nghe, Phong Bụi có xuống, Phong Bụi hết hồn đây hết. Người này người kia ở bây giờ vô trong ở đó, đó ở nữa đó. Chị Hai trong đó đó. Chị Hai ở trong này hả? Ừ. Ờ. Nói bây giờ là khi chị xin được cái nhà này nè, cái chị nói Hai ơi là chị xin luôn cho chị Hai luôn. Cái thằng với Hai ơi em xin được nhà rồi nó, nhưng mà rốt cuộc khi chị Hai về là chú báo cho chị một tin là chị giật mình luôn, là kinh phí hết rồi, là không có cho được nhà nữa đó. À, chú bên An Giang á, bên chú mà cho chị cái nhà này nè. Chú Thế á, là chú nói là bây giờ là gần Tết rồi con hết kinh phí rồi đó. Có nghĩa là bên hội thiện nguyện của An Giang mình á, Hòa Hảo. À đúng rồi, Hòa Hảo á, là người ta đã ngưng, nó không còn kinh phí nữa đó. Cái chị đã lỡ, chị Hai về ở chỗ là anh Hai đi làm có một mình à đó, bây giờ đã khó khăn rồi thôi kêu Hai về, đặng về chị em có gì thì ăn nấy, nó về đây sống đi đó. Rồi đó, chị Hai mới về rồi chị đi cũng đi hỏi chú, là chú báo là không còn kinh phí nữa, cái dương hửng đi. Rồi hai vợ chồng mới chạy đôn vậy đó, là đi xin được bộ cột, đầu cột như chú Chính Me dưới này nè, người ta cho mình cột nè. Đây là chị Hai đó hả? Chị Hai đó. À, ủa sao chị Hai vén lẻn vậy? À, bữa hôm bữa lại là bảo nói chung là không không, nói chung là chỉ tuổi á, tuổi thân á, tuổi thân á, chị không dám muốn lên hình. Ừ, nữa đúng rồi. Tuổi á, cái khi mà được thì em út về được nhà là chị mừng rồi đó. Rồi phần của chị về cái chị như là bị hụt hẫng, là rốt cuộc không được á, cái bà buồn bà khóc hoài à, chăn nỉ vô trong đây ở chứ không vô đó. Nói giờ có nhà rồi thôi vô đây ở đi cho mấy đứa nhỏ, tại có bé mới có 1 tuổi nha, nhỏ gái mới có 1 tuổi nha. Là chị Hai hiện nay sống ở trong nhà mồ. Trong nhà mồ đó. Ờ chị khóc rồi kìa, chị bảo thể khóc rồi kìa. Đi xíu nữa qua tâm sự với chị Hai ở video clip sau nha, cô bác của chị để tìm hiểu thêm. Rồi bây giờ là chị hổng gài làm gì rồi? Chị làm nail, làm móng. Em đây này có đồ dùng vài chục ngàn mua cá mắm ăn được. Dạ trước anh tưởng ơi. Khỏe. Đây đầu của chị nè. Bộ được được cái hả? À được chị ở bên nước ngoài cho. Nhiều cho tiền. Nước sơn. Chị phải cho nước sơn. À. Phải cho gửi về nước sơn này kia lâm luôn. Ừ, ra trước đi chị, ra đây nè. Cái này ngồi đi cho nó thoáng. Có nghĩa là anh Hai với chị Hai là chị Mi kêu về. Ờ chị kêu về. À. Chị anh Hai thì vẫn còn làm ở trển á. À. Ừ, nè coi nè, đầu dùng đi làm nè. Được chị ở bảnh bả cho rồi, chờ bả cho một số tiền để cái chị sắm chút đỉnh vậy đó. Ừ. Làm đeo đấy thì sao rồi? Hả? Chị cái nghề đó là ngày xưa chị làm rồi, giờ chị bỏ, dạng như là chị đi làm xa rồi. Ở trong này sao làm đeo được, em thấy vắng quá mà. Rồi chạy giờ nữa có gì thì mình làm được nhiêu làm, chứ giờ mình kiếm sống mà được có chút đỉnh tiền cũng được vậy. Ăn mua đồ ăn nước uống này kia vậy đó. Cái này đồ nghề ở Mỹ gửi về. Ở Mỹ đó, nước sơn gửi về cho 60 chai, trong đây nước sơn nữa nè. Nước sơn của Mỹ không á, đơn giản thôi nha. Bộ nhiêu tiền? Hả? Chị làm đây làm sơn luôn có 15 ngàn à. Nghe đó. Ngày làm được mấy bộ gì chị? Hên xui ngày được 2-3 bộ vậy. Tại vì anh đi làm cho anh ta thì chị đi làm phải đem theo ông này nữa nè. Chở theo chứ đâu có để nhà được đâu. Nó đeo quá rồi nó sợ nó quấy á. Rồi đi theo luôn hả? Chị làm vòng vòng như mấy cô đây thương này kia vòng vòng đây nè. Là làm trước. Rồi chị nói chị mộng để mai mốt đi rồi kiếm một chiếc xe đạp cũ đi xe đạp, với đi xe này hết xăng chắc dẫn cũng hơi mệt. Vòng vòng đó ra chợ này kia vậy đó, ai kêu mình làm. Đi vòng vòng vậy đó. Người anh tưởng là đi làm cỏ. Thì người ta kêu gì làm mấy. Cái chú của bản ông nói từ từ đi rồi có lời lặt vặt thôi kêu mày làm hoài à. Chứ không làm hoài à. Dạ. Đấy. Á, bị giật điện thoại gì tùm lum hết trơn kìa. Cái xong cái ổng coi ổng đấy. Trời ơi coi. Đi qua bên xứ lạ quê người mà bị giật điện thoại rồi nãy kia nó nói chúng mai là giấy tờ đó, còn không có giấy tờ sao về nước nữa. Vậy còn nói mất điện thoại mất hết dữ liệu để liên hệ với mấy cô ở nước ngoài luôn. Ủa mình không có phục hồi được hả? Dạ không.
Thế là nó mắc gốc luôn mà. Mắc gốc rồi. Trời trời. Mắc hình ảnh video liếm hết à. Trời ơi trời. À, bây giờ bỏ cái chuyện đó qua bên đi. À, bây giờ chị, anh với chị là có tính bán hủ tiếu không? Bây giờ nè. Chị nói chung là có vốn á thì mà chắc ngưng vụ hủ tiếu đi. Ngưng. Mẹ chị bàn là nặng vốn lắm. Với lại ở đây ai cũng thất nghiệp về quê hết trơn, chủ yếu người ta dân quê thường như nè. Cái có cô á thì bình luận trong trong clip của Cưng á, Cưng để ý thấy không thì chị không biết nè, kêu là thôi bán rau cải đi, đừng bán hủ tiếu. Chị xe rau cải đó hai chồng chạy đi lời ít nhưng mà nó bền, còn hủ tiếu á nhầm khi mà bán ít nhất ngày 50 tô mới có lời đó. Có con bé đó ở trên Sài Gòn nè, điện thoại cho chị là hô là cho chị cái phần mà tô đồ lặt vặt của bán hủ tiếu á, nhưng mà lâu chị không liên lạc được. Rồi chị nói thôi cởi đi, khi nào mà bé có giúp được thì chị mừng, không được thì thôi. Nó bé đó có điện cho chị đó. Rồi mẹ chị, mẹ ruột chị luôn, nói con ơi bán hủ tiếu hậm hiu lắm, nói mày có con nhỏ, mày hai đứa nhỏ đó, rồi sao mày bán. Nói con không biết, nếu mà có vốn thì con làm, còn nếu không thì con tính đường khác, cũng phải làm ăn mới kiếm tiền gần Tết rồi đó. Bây giờ anh chị dự định không bán hủ tiếu mình sẽ làm cái gì? Chị đi thu mua trái mùa u. Trái gì? Trái mùa u, Cưng biết không? Mùa u mình làm dầu đấy mình lấy thôi. Chị có chỗ đầu đầu vô thu bao nhiêu cũng được, có chỗ lấy hết. Trái mùa u. Trái mùa u. Cần bao nhiêu vốn? À, vốn thì nhẹ hà chứ không nhiều, nhưng mà chủ yếu là săn cọ để mình đi thôi chứ không có nặng đâu. Thu gom á. Thu người ta trái mùa u thường thường là Cưng thấy là người ta đâu có bán gì đâu, thì thấy nếu mà mình lợi nhà người ta thì mình thu vốn nó yếu lắm chứ không có nặng vốn đâu. Chị theo chị biết là vậy. Nhưng mà nghề đó chị có thể lâu dài được không? Lâu dài được. Là vậy gì? Cậu chị thu. Là cái nguồn thu nó em bền. Em quên cái thôi. Trái bù u như thế nào. Cái dùng mình thì không có. Có bên cái chị á. Mình vậy đó. Nó tròn vậy nè. Nó tròn nữa. Bù u hay trái bù u lấy chồng càng sớm mà tiếng gu càng buồn đúng không? Vậy được. Tại vì cậu chị á là chị tình cờ thôi. Là ghé nhà chơi, chị thấy ổng chứa thùng dầu vậy nè. Mà chị nghĩ là ổng mua dầu vậy ổng chạy máy gì đó, nhưng mà nó út mình đâu có chạy ruộng làm ruộng đâu mà chạy máy gì trời. Cái xong ổng mới kể, ổng nói vậy để con lên xứ của chồng con thử con kiếm đây. Nói ổng thì đó, mày cứ về mày kiếm bao nhiêu cậu thu hết cho mày, mày đừng có sợ là tao thu giá rẻ trong nhà mà, mày cứ thu đi đó. Rồi bao nhiêu cũng được, bao nhiêu tấn cũng được, cứ đem xuống đây, tại vì ta là như là cơ sở vậy đó để sản xuất ra. Gặp chị Vi vui thiệt đó. Chị Vi lúc nào cũng nói chuyện gôn gã vui. Chị nhiều lúc vậy đó, như không muội chị hai chị buồn chị tủi chị khóc, nói chị cứ khuyên hoài luôn, thôi khóc gì tới đâu tính tới đó. À, có gì thì vợ chồng em giúp tới về đây, rồi có gì ăn nấy, rồi có mắm ăn mắm, có gì thì ăn nấy đừng lo. Bây giờ hôm nay là quay trở lại gia đình mình, thì em tìm hiểu cái cuộc sống của mình thời gian sắp tới là mình buôn bán cái gì. Tại vì lúc trước á là anh với chị có tính bán hủ tiếu, thì cô chú cũng có hỗ trợ tiền cho anh chị bán hủ tiếu. Nếu được chị càng mừng. Nếu như mà chị chịu bán hủ tiếu á thì nay mai gì em sẽ quay trở lại cùng với chị đi mua nồi niêu xoăn chảo rồi đó để bán. Trời được vậy chị mừng thôi. Nếu như mà muốn bán thì chị cứ suy nghĩ, hai vợ chồng suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái nghề do anh chị quyết định. Bán hủ tiếu hoặc là thu gom trái mùa u hay là như thế nào đó. Thì suy nghĩ đi. Nếu như bán thì em sẽ cùng với đồng hành với chị đi mua, hướng dẫn cho chị đi mua nồi niêu, chị muốn bán gì đó thì đi mua. Rồi để mà có chi phí mà tiền ra tiền vô. Không, cái được vậy thì chị mừng thôi chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì chị nghĩ đơn giản là tại thấy vốn cũng nặng. Bây giờ hiện tại là cần Tết rồi đó. Rồi sợ bung ra rồi làm không được gì là tội mấy em nữa đó, Em sợ đó. Là gần Tết rồi gần đó Tết. Rồi thành thử là mình không biết mình bán như thế nào thôi. Thì đó, cái đó là cái quan trọng. Thì nói chung là Tết năm nay ai cũng thất nghiệp hết. Ai cũng khổ hết. Ai cũng khổ. Tại vì sợ không có tiền ăn á. Đúng không? Rồi. Trước 2 tháng đó thử ra ta đâu có tiền đâu mà người ta ăn. Bây giờ Bình Dương giờ chị thấy quá trời rồi, về hết rồi. Nói chung anh hai á thì ông một tuần ông làm chỉ có 2 bữa à. Chút xíu em qua em phỏng vấn anh hai anh sao? Không, chị hai. Rồi còn anh hai đâu có đây đâu. Ở chị hai. Chị hai. Bữa nay anh hai nghỉ nè, đi chài cá ăn đó. Dạ. Hôm nay em đến thông báo cho gia đình mình là như vậy. Hôm trước em cũng có nói rồi, nhưng mà công việc của em nó cuốn cuồng, nó lu bu quá. Và em muốn cho gia đình mình ổn định tinh thần lại tí xíu. Thì hiện nay là ở phần sau nhà mình đó là nó còn một cái khoảng trống chưa có làm. Thì cái đó là cái khoảng bao nhiêu kinh phí nữa?
Chị cũng không rành nữa, chị chán nền đơn giản mà. Đâu có ấy cái đó bơm cát vô. Ấy, ra đây mình cát đâu, mình chỉ đi mua cát khối đó. Rồi cát nền đơn giản vậy đó. Ờ, rồi có ai làm không? Không ấy em kêu Đạt làm cho. Nhà cũng được, có anh hai anh cũng giúp được nó đó, rồi đâu có cần. À, kêu dự toán là bao nhiêu tiền giùm em với. Sao? Dạ, có anh hai. Có anh hai á, có cái anh nền á. Cái đó là nhiêu tiền anh Phùng? Cái gì, cái nền hả? Dạ. Mình làm hay sao hết luôn anh hai? Cửa đều luôn á. Không, mình làm cái nền cho nó sạch sẽ lại đi anh. Cái nền nó sạch sẽ. Cái nền thì... Coi buôn xuống buôn. Rồi bây giờ là gia đình mình cứ quyết định đi. Rồi khi mà cô ở Úc điện lại cho em á, em sẽ thông tin với gia đình mình chính xác hơn. À, rồi hổm ngày thì bây giờ hổm ngày thì anh Tẩn là đi làm cỏ, ai thuê gì làm đó, chị thì đi làm nail. Thì cái cuộc sống của mình hiện nay là như thế nào rồi? Nói chung thì nó ổn, nó không ổn nhưng mà đủ sống. Nói chung là trang trải đồ ăn, nước uống thì cũng được cho mấy đứa nhỏ, cũng đỡ không sao đó. Vì giờ chị nói thiệt, giờ không gặp cưng giúp đỡ thì hai chồng cũng phải tự sống. Đúng rồi đó. Bây giờ thì có gì nhờ mấy cô chú ở đây thương, mướn gì thì làm đó. Đó. Rồi chị thì nhờ cái này, chị đi vòng vòng chị hỏi, có kêu con thì con lại con làm cho, thì mình như là mình quảng cáo, tự quảng cáo bản thân vậy đó. Thì đó, rồi có cô mấy bây giờ cô, là chị rồi. Muốn bán hủ tiếu á, thì kiếm một cái chỗ, có một cái chỗ để bán. Đúng rồi. Liên hệ một cái chỗ trước. Đó, rồi sau đó là chị em sẽ đi mua bàn ghế cho chị luôn. Rồi. À, rồi bây giờ còn nếu như không bán hủ tiếu thì lấy trái mù u bán cái gì đó thì cứ liên hệ với em liên hệ với cô ở nước ngoài đó để thông tin với chị ha. Dạ. Rồi bữa nay là nghỉ làm hả anh Tấn? Dạ. Bữa nay nghỉ. Thấy cuộc sống của mình bây giờ khỏe lại chưa? Dạ thì nói chung cũng đỡ. Dạ ha. Khỏe rồi, hết buồn như lúc trước rồi. Đỡ rồi. Ăn Tết em thấy chị giỏi quá mà trồng cây ngoài trước đồ mà. Không có, cha chị trồng không đó. Vậy hả? Cha trồng á. Cha trồng hả? À chị thì lo mấy đứa nhỏ cơm nước trong ngoài này kia, rồi anh thì đi làm, rồi chị đi làm cho anh ta nữa. Cha về đó cha trồng đó. Cha trồng đủ thứ hết trơn à. Bông hoa rồi mướp rồi trồng trong nhà nhóc hết trơn luôn. Cha chị không à? Vậy là coi bây giờ mình sự dự định là có định hướng lớn ha. Nói chung là nghề gì cũng vậy, cũng cảm thấy cái gì mình ổn cho gia đình, mình có thể tạo ra được đồng tiền mà dài lâu á thì mình ấy. Chứ giờ cái gì cũng khó khăn hết, thấy cận Tết rồi ai cũng khó khăn, ai cũng khổ hết trơn hết trời. Dạ. Giờ chị không mong gì hơn, kệ đi tới đâu thì ấy, giờ hai vợ chồng làm được giấy tờ cái nữa, nếu không thì mình tính tiếp. Mấy con sáng nay gia đình mình ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn thì chị nấu đó. Anh lãnh tiền về mừng quá, đi mua đó về nấu cho gia đình ăn. Lãnh được 300 mấy anh tới? Dạ. Cho em mượn 200 đi, mua thuốc uống quá bệnh rồi. Cô báo với chị thông cảm, hồ quá. Đi xứ xa về mà. À, chị My có muốn nói là gì với Mạnh Thường Quân không? À, chị trước khi nói thì em thay mặt chú Kevin Trần tặng cho chị nè. Dạ. Tặng cho gia đình một chai dầu để sức cho em bé ấm á. À. Chú Neo Mỹ. Chị cảm ơn chú Kevin Trần nhiều á. Dạ. À, thông qua cái kênh của cưng á, chị cảm ơn là mấy cô mấy chú trong nước ngoài nước á, đã thương hai vợ chồng chị, giúp đỡ nhiều cho hai vợ chồng chị. Nhầm chú nhầm cô điện cứ khóc miết à, buồn cứ khóc miết á. Chị á, không mong gì hơn á, là sau này nếu mà được hỗ trợ, vợ chồng sẽ phấn đấu lên cho mấy cô chú thấy, tặng cho mấy cô chú á, là không có thất vọng gì. Đồng tiền mình giúp đúng người đúng chỗ. Dạ. Đó. Thì chị cảm ơn nhiều lắm luôn. Thời gian tới em ở Việt Nam, em sẽ đồng hành với chị, hỗ trợ chị, chở chị đi dò mua. Chị cảm ơn. Chịu chứ. Dạ. Trời chịu chứ. Dạ. Có gì vậy là mừng biết nhiêu. Rồi anh Tĩnh có muốn nói gì không?
Dạ không, thì nói chung thì cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng gần xa cũng giúp đỡ. Ủa khóc được rồi. Ôi trời, khóc hoài vậy. Chị My vui mà anh khóc hoài vậy. Chị cứng rắn lắm. Chị cái đây gì là chị, cũng... chị là chỗ dựa tinh thần của anh. Chị cái gì chứ chị lướt chị qua hết à. Chị không có ấy được. Chị gục ngã, chị sợ ổng sẽ gục ngã theo, chị buồn nhưng mà chị phải qua hết. Vì hai đứa nhỏ chị qua hết à. Chị vượt hết. Còn tại vì ảnh là đàn ông, ảnh thấy vợ con không được đầy đủ như người ta, ổng cứ buồn miết thôi. Đó. Đây cứ mình cũng khuyên mà, tại vì ảnh buồn thì thôi thì đàn ông mà tự gì nữa thì cứ gắn lên rồi nữa thì lo cho gia đình thôi chứ có gì đâu, chủ yếu là do bản thân mình thôi. À, buồn gì buồn cũng qua. Em tin chị làm được. Thế nghe. Hôm nay gặp chị vui quá. Chị bất cứ lắm đi làm móng vậy đó, cái mấy cô dẻo đó. Mày làm ngày được có nhiêu đó, mày làm kỹ quá rồi sao móng da đâu ra nhiều để cho mày làm đấy. Con không cần biết tiền, bao nhiêu tiền con không quan trọng, miễn sao mà con làm đúng lương tâm con thôi. Con làm phải cho nó đàng hoàng chứ không phải làm sơ sơ xài xài rồi nhận tiền của mấy cô con cũng nhận được đâu. Chị, tại vì chị làm thời gian nó lâu á. À, cái xong mấy cô nói mày làm vậy rồi da đâu để nữa mấy bố mày làm ghẹo vậy đó, cái này con không biết, cho con làm sạch cho bà đó rồi bà thương thì cho tiền vậy đó, rồi chứ để làm sơ sài không được. Chị không thích vậy, cái gì làm phải cho nó đàng hoàng cái đó chứ, kiểu mà làm sơ chị không thích. À. Em thấy làm cái này cũng hay á. Cái này mà nếu như mà thật sự mình có thể mà cái thời gian mà mình sắp xếp á là làm cũng được. Là tại vì khi ở quê này chủ yếu là buổi sáng là mấy cô chú đều bận hết. Chủ yếu là buổi chiều mình đi được, buổi chiều mình làm vài người khách vài chục ngàn mình cũng muốn sống được. Chủ yếu là vậy thôi. Mẹ ba mẹ có chị ở dưới gặp chị có nhà chị... vui khóc khóc quá trời khóc luôn, đâu biết đâu, mẹ chị đâu biết, đâu biết coi điện thoại đâu, rồi người ta nói ê con ông bà lên sóng rồi bà biết không. Xong rồi nói cái xong cái cha chị không dám coi, nó chị nói thiệt luôn là cha chị chỉ nghe kể không dám coi. Ủa sao vậy? Ông buồn tuổi. Sao tuổi? Lo cho con không được cho nên buồn tuổi em khóc. Năn nỉ kêu về dưới ở luôn á, mà chị nói thôi bây giờ cỡ nào cỡ cha mẹ lớn tuổi rồi, con vợ chồng con á còn trẻ mà tự sống đi, rồi khi nào mà cha mẹ mà bệnh hay này kia cần người lo cần người nuôi vợ chồng con về nó vậy đi, chứ không có về dưới mà để cha mẹ đùm bọc là không chịu rồi, vậy đó. Chị về nhà từ ngày về đây là về nhà được 2 lần rồi đó. Rồi về mẹ chơi rồi thăm mẹ đó, cái mẹ mừng. Chị thiệt lâu lắm mà chị mới được về nhà đó. Dạ. Tại từ lúc lên Bình Dương tới giờ dịch bệnh đâu có được về nhà đâu. Dạ. Tết nhất cũng được về nè. Rồi tới giờ chị mới được về thăm nhà. Về khóc quá trời khóc luôn. Mừng mà khóc. Vòng vòng sớm nói hả, tưởng đâu chết rồi, bỏ xứ đi chết rồi không. Dạ thấy lên YouTube á. Cái người ta thấy người ta mừng, người ta nói kìa 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 mới về giờ gặp nó rồi. Về mấy chị vòng vòng sớm mà khóc quá trời khóc luôn á. Giờ em mới được về xứ chứ nhầm khi dịch bệnh tưởng đâu chết rồi không à. Cái lúc đó là chị không có điện thoại để liên lạc được với gia đình. Cha chị định lập bàn thờ rồi. Định lập bàn thờ rồi đó. Tính là lập bàn thờ đốt nhang rồi đó. Lúc dịch đó hả? À lúc dịch đó. Tại vì không liên lạc được, chị không có điện thoại. Nó không có cái gì mà để liên lạc được với gia đình hết trơn á. Rồi cái mẹ bà buồn bà khóc hoài luôn, vòng vòng xóm nói hả ăn mi á, bà đừng có sợ nó chết, ai giết nó gì chứ, nó không bệnh chết thì thôi chứ hả không ai giết được nó đâu, cái miệng của nó không bao giờ mà nó nó ấy đâu mà đừng có lo à. Đó cái xong bà cứ khóc hoài vậy đó, đợi chị về bà khóc vậy đó, khi về cũng vậy nó ngồi khóc mướt vậy đó, mà không phải mẹ ruột gì nữa đó, đâu phải mẹ ruột đâu, cậu mợ thôi đó, mà nuôi chị từ nhỏ tới lớn. Yeah. Mà thương lắm. Em thấy là chị mạnh mẽ nhiều thì anh Tận yếu đuối nhiều à. Anh Tận anh nói cái sao khóc nữa rồi hả? Đừng có sao buồn vui hay buồn mà khóc mà muốn kêu lợn hả? Vui hay buồn chung thì rất là vui, được mà chú thương
Ổng là khổng nè, coi chú nè, 70 tuổi ăn điện. Cố lên chứ. Khóc. Hai chú cháu ngồi khóc, ngồi đi nói chuyện điện thoại mà ổng khóc. À thôi thì hôm nay thì cố gắng sắp xếp để lên thăm gia đình của mình, cho gia đình của mình hay như vậy. Dạ. Thì em quay cho cô bác quý anh chị thấy về cái cuộc sống mới của mình, cũng như là cho cô có tâm trạng ở Úc có thể thấy để mà có một cái phương hướng giúp đỡ cho gia đình của mình vậy đó. Chị cảm ơn cô. Thì bây giờ thì tùy chị quyết định, chị muốn chọn nghề nào thì chị cho em hay em thông tin lại với cô luôn ha. Thì bữa nay tối nay em sẽ đăng lên cái clip thì lên. Bây giờ như vậy, chị nói cứ như vậy. Dạng như á, chị Thu mua trái mùa u là chị tính định thông qua kênh cưng như là để quảng bá. À, đặng có gì thông qua số điện thoại á, là cô chú á, có điện á, thì đó là chồng chị có thể đi. Còn dù buôn bán là chị có thể làm. Ừ. Vậy đó, nói chung là mình. Nhưng mà ai phụ trợ chị là bưng tô? Giờ cháu chị về nhóc đó. Dạ. Còn chị hai đó, cháu chị có, chị hai cũng có thể với chị. Nói chung hai chị em cũng có thể đồng hành được vậy. À, chị biết VR sản phẩm quá. Chị có nói với ông bộ rồi, nói chắc chị sẽ nhờ kênh Bùi Hồ. Cô chú nhà nào mà có mùa u á thì liên hệ chị qua số điện thoại á. Rồi, là chị Thu. Số điện thoại luôn đi. 0924. Úi. 0924210013. Đó, là chị nhờ, cũng như là cứ nếu mà có trái mùa u thì cứ điện là Thu vô, nếu mà cô chú mà hái á thì Thu vô là 5.000 một ký. Hái cho mình luôn nha, là 5.000 một ký. Nếu mà tự hái thì còn 2-3.000 đặng cho tụi con có tiền lời tiền xăng cọ nữa đi mua. Thì trái đó nó cũng ấy đó. Dạ. Cũng ít nữa. Cho nên là ngay chỗ miền nào có như là khu vực nào có nhiều quá. Bây giờ tính 2-3 hướng làm ăn rồi, rảnh đi mua, đi đúng mua trái mùa, còn không ấy đi bán hủ tiếu. Ok. Kiếm đồng tiền. Vậy là quyết định bán hủ tiếu đúng không? Đúng, bán. Phải bán nhé. Thì ngày mai hay ngày mốt thì em ghé mấy chị, hai chị em mình đi mua lựa nồi, em lên để chở chị đi. Vậy hay thì là chút đi luôn cũng được đó. Dừng nào mừng giờ đó. Dạ, ok. Khi nào mừng giờ đó. Dạ vậy mà ha. Chị vừa rồi là cưng có kêu chị là đi coi chỗ nào mà để mua á, chị không biết. Nói em chở chị đi luôn đó. Chị không có biết. Rồi, thôi vì thôi chắc là em sẽ kết thúc cái đoạn clip này để thông báo cho cô bác quý chị hay ha. Rồi cảm ơn anh với chị đã chia sẻ. Chị cảm ơn cưng nhiều. Bệnh mà còn phải đi xuống tới đây nữa. Dạ. Anh ơi, hồi hôm anh điện.